chào quý vị và các bạn. Giọt mưa ngâu ngâu bước mang trên cánh thành lang yên, giọt mưa ngâu ngâu tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày xưa đôi ta bên nhau chiếc ô xe tròn là bóng ta, lòng xa vừa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau. Ngày nay đôi ta xa nhau, bắt em anh nhìn từng vòng, từng đôi duyên yêu bên nhau, tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, lá mát trên cành thành lá, từng giọt mưa ngóng rơi bên tình yêu trong thế gian. Hạ mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời. Dày nắng gió, giọt mưa ngâu hay là nước mắt mãi nhớ nhau. Chuyện tình yêu như là những giấc mơ trong đầu. Đầy nắng gió để chờ đi ai bây giờ vượt tâm mưa. Giọt mưa mưa ngâu bước mang trên cánh thành lang yên, giọt mưa ngâu tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày xưa đôi ta bên nhau chiếc ô xe tròn là bóng ta, mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau. Ngày nay đôi ta xa nhau, mắt em anh nhìn từng giọt mưa, từng đôi duyên hương bên nhau, tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, lá non trên cành thành lá, từng giọt mưa ngâu rơi bên tình yêu không thể tan vỡ. Và cơn mưa rồi sẽ tan đi trên trời. Dày nắng gió, giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau. Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời. Dày nắng gió sẽ chờ đi ai bây giờ vượt tâm mưa. Và cơn mưa rồi sẽ tan đi trên trời. Dày nắng gió, giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau. Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời. Đầy nắng gió để chuyện gì ai bây giờ vượt tâm mưa. Và cơn mưa rồi sẽ tan đi trên trời. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe Vũ Khanh với bài hát Tháng Bảy Mưa Ngâu, trời tháng bảy mưa ngâu, riêng ta một nỗi sầu, ta mải mê rong ruổi thời gian có ngừng đâu. Trời tháng bảy mưa ngâu, nước vẫn chảy bên cầu, khóc đi em yêu dấu cho vơi bớt niềm đau. Trời tháng bảy mưa ngâu, ai chẳng nhớ tình đầu, kỷ niệm xưa yêu dấu, thời gian có phai màu. Trời tháng bảy mưa ngâu, mây răng mắt thành sầu, chuyện tình yêu muôn thuở, trần gian lắm khổ đau. Cái bài thơ này là chúng tôi làm ở chân núi Chứa Chan trong Xà Lim, mùa mưa năm 1988. Thì thưa quý vị và các bạn, tháng 7, ngoài mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, chúng ta luôn luôn nhớ tới cái sự tích, cái huyền tích Việt Ngưu Lang trước nữ.
mà trước đây chúng ta cứ tưởng nó là của Thảo. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm về cái huyền tích Nghiêu Lang Chức Nữ của đại tộc Việt của chúng ta. Thưa quý vị, dân gian Việt thường truyền miệng với nhau rằng cái ngày xưa trong số các con gái của Ngọc Hoàng trên thượng giới thì có nàng chức nữ khéo tay và siêng năng cần mẫn, nên được Ngọc Hoàng yêu quý nhất. Ngày ngày nàng chăm chỉ dệt vải bên sông Ngân, mà chúng ta gọi là Ngân Hà, để may quần áo cho các vị thần ở trên trời. Và những tấm gấm lụa nàng dệt xong đem ra phơi dưới trần gian, nhìn thấy thì chúng ta nghĩ thấy đó cho là những đám mây ngũ sắc. Đó là cái truyền kỳ dân gian rất là thơ vị, thơ mộng. Trong lúc đó ở dưới trần thế thì có một anh chàng chăn trâu hiền lành, tên là Ngưu. Ngày ngày chăn trâu thường ngửa mặt lên trời ngắm mây ngũ sắc mà không biết chán. Con trâu nguyên là một vị thần hóa thân, thấy chủ mình đến tuổi lập gia đình mà nhà nghèo khổ mồ côi cha mẹ, nên chẳng dám nghĩ tới việc lấy vợ mà chỉ biết thở dài. Vị thần thấy tội nghiệp, một đêm kia bèn mách bảo cho Nghiêu Lang rằng: ta thấy nhà ngươi tội nghiệp, vậy ngày mai nhà ngươi cứ đến bên bờ suối trong rừng, sẽ thấy một bầy con gái đang tắm. Quần áo họ để hết trên đùm cây, nhà ngươi lấy trộm một bộ đem giấu đi, để đến khi có người đến nhận thì người con gái đẹp đó sẽ là vợ của người đấy. Nghiêu Lang nghe lời thần nhân mách bảo, bèn đi vào rừng, đến gần bên bờ suối nấp nghỉ. Quả nhiên chẳng thấy một bầy tiên nữ từ trên trời bay xuống cười đùa vui vẻ, rồi rủ nhau cởi bỏ xiêm y bỏ trong bụi cây rồi cùng nhau xuống suối tắm. Nghiêu Lang lần đầu tiên thấy các thân thể trong trắng ngọt ngà của người thiếu nữ lên bịt mắt không dám nhìn. Thế nhưng rồi tò mò rồi lại nhớ tới cái lời thần nên chỉ bảo đêm qua, nên vội lấy trộm một bộ đồ rồi nấp sau bụi chờ đợi. Nghe trong bụi cây có tiếng động, các nàng tiên vội vàng lên bờ lấy quần áo mặc và bay lên trời. Nàng tiên cuối cùng lên thì không thấy quần áo đâu nữa, nàng vô cùng hoảng hốt bối rối vì không biết tính sao. Thì Nghiêu Lang bước ra, chức nữ hoảng hốt lấy hai tay che thân, nhưng che phần trên thì hở phần dưới, lộ ra một tòa thiên nhiên. Cái chữ của Đại Văn Hào Nguyễn Du. Nàng vội lấy tay che phần dưới thì đôi gò bồng đảo xương còn ngập lại lộ ra. Nàng cầu xin chàng, van nài chàng trả lại cái bộ quần áo tiên để nàng bay về trời. Nghiêu Lang thấy vậy cảm động, muốn trả cho nàng, nhưng lỡ lời thần mách bảo đó là vợ mình, nên nói thẳng ra với nàng chuyện đó. Hai bên cứ dùng rằng mãi cho đến khi Nghiêu Lang trả nàng bộ cánh tiên thì đã hết giờ trở lại thiên đình. Cái điều này chúng ta gọi là cái số. Chức nữ biết là số mình phải ở lại trần gian một thời gian, nên nàng cũng cảm động về mối chân tình của Nghiêu Lang, vui vẻ theo chàng về bên túc liễu tranh, nên duyên chồng vợ. Hai người ăn ở với nhau được hơn một năm, chức nữ hạ sinh nên một bé gái xinh đẹp. Dĩ nhiên là phải sinh như tiên, bởi vì mẹ là tiên. Một hôm chàng Nghiêu vắng nhà, thế trời nắng đẹp, nàng vội đem hết thóc trong hồ ra phơi, trong cái bồ chứa đó đem ra phơi. Lúc gần hết thóc, trần nàng trông thấy một bộ áo cánh tiên của mình ở dưới đáy hồ, dưới đáy cái bồ. Nhớ lại ngày cái bồ là cái những cái tấm cót ngày xưa họ quây lại, dân nhà quê, dân nông phu quây lại để đựng lúa. Nhớ lại ngày xưa nàng mặc bộ áo vào thử thì đôi cánh tiên đã cất nàng lên cao. Nàng khóc lóc thảm thiết kêu tên chồng con, nhưng không được nữa nên đôi cánh tiên đã bay vút lên trời. Tiên ở trần gian một thời gian rồi duyên số sắp xếp, tình cờ nhớ lại bận thử, nhưng mà tiếc nhớ đâu có nghĩ quay trở về, không muốn về tiên ở lại hạ giới, không muốn về tiên cảnh tiên, nên nàng khóc lóc thảm thiết kêu tên chồng con nhưng không được nữa, đôi cánh tiên đã bay vút lên trời. Khi chàng Nghiêu trở về thì thấy con nằm khóc một mình, nhìn lại thấy lúa trong bồ vương vãi và bộ cánh tiên cũng không còn nữa, chẳng biết là vợ mình đã bay về trời. Nghiêu Lang gả trống nuôi con, thấy con khóc lóc đòi mẹ mà lòng đau như cắt. Ngày nào chàng cũng bế con ra bên bờ suối, hy vọng sẽ gặp lại nàng, nhưng chẳng thấy nàng đâu. Chàng Nghiêu bế con về trong lòng sầu thảm, không biết thiết sống nữa.
Thần nhân thấy vậy cảm động, bèn bảo chàng: Nhà ngươi cứ bồng con ra nắm chặt đôi ta, ta sẽ giúp nhà ngươi lên trời van xin Ngọc Hoàng thương tình cứu giúp cho. Đến cửa nhà trời, Ngưu Lang ôm con kêu khóc thảm thiết vang động cả thiên đình. Ngọc Hoàng cho kêu vào tra hỏi, Ngưu Lang cứ thực tình trả lời xin đèn trời soi xét. Ngọc Hoàng cho vời trúc nữ vào, mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi nước mắt như mưa. Ngọc Hoàng thấy vậy thương tình con trẻ, nhưng không thể phá bỏ cái luật thiên đình, lên cho Ngưu Lang được ở lại thiên đình trông coi ngôi sao ở phía tây, còn trước nữ dệt vải ở ngôi sao ở phía đông, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần mà thôi. Thế là tuy cùng ở trên trời, nhưng vợ chồng chia ly, kẻ ở đầu sông, người cuối sông. Ngân thương nhớ khôn nguôi, chỉ mong sao cho ngày tháng nhanh qua nhanh để đến rằm tháng 7 hai vợ chồng mới được gặp nhau một lần. Cái sự tích đó là cái truyền kỳ lịch sử về cái sự tích tháng 7 mưa ngâu. Thì hai người yêu, hai vợ chồng gặp nhau thì nước mắt như mưa dầm dề, thành ra mới có cái sự tích đó. Dân gian Việt thì còn lại truyền tụng cái huyền tích Việt nữa như sau: chức nữ về trời rồi lòng hối hận dày vò, nên chúng bạn tiên ngày trước lén tìm cách đưa Ngưu Lang và con lên trời thăm chức nữ. Chắc là các bạn vợ chồng mẹ con gặp nhau mừng vui khôn xiết, không nỡ rời nhau, nhưng các tiên dục đã, chức nữ đành phải thòng dây xuống cho chồng con trở lại hạ giới. Nàng gói cơm cho con để đưa cho chàng một chiếc trống và dặn khi nào xuống tới mặt đất thì đánh vài tiếng trống để nàng biết mà cắt ra. Xuống lưng chừng trời, chàng thấy con đói mới lấy giỏ cơm ra cho con ăn để trên mặt trống cho con ăn. Bất ngờ đàn quạ ở đâu bay qua, thấy cơm vung vãi trên mặt trống bèn thi nhau nhảy vào mổ ăn. Chức nữ nghe tiếng trống tưởng chồng và con đã tới mặt đất nên nàng cắt dây, khiến hai chồng con ôm nhau xuống rớt xuống biển. Lũ quạ thấy vậy bay hết lên trời kêu van khiến thiên đình náo loạn. Ngọc Hoàng thấy vậy cũng thương tình cứu cho cha con Ngưu rồi cho lên trời, nhưng vì kẻ tiên người tục nên phải ở riêng biệt ở hai bờ sông Ngân, mỗi năm chỉ được gặp nhau vào đêm mùng 7 tháng 7 và thôi. Lũ quạ phải bắt cầu cho Ngưu Lang chức nữ qua sông gặp nhau, vì thế mỗi năm vào đêm mùng 7 tháng 7 ở dưới hạ giới nhìn thấy hai sao chức nữ và thiên Ngưu đi sát lại gần nhau ở hai bên giải ngân hà. Đấy, cái tâm hồn, cái tư tưởng người dân hình tạo ra một cái hình ảnh, một cái huyền tích rất là đẹp, một mối thiên tình sử. Ở dân gian còn nói rằng khi hai người gặp nhau ở giữa cây cầu ôm nhau khóc lóc thảm thiết, nước mắt rơi xuống trần gian tạo thành mưa lâm râm dai dẳng cả tháng, lên dân gian gọi là mưa ngâu. Chữ ngâu đó, thưa quý vị, nó là trại âm từ chữ Ngưu, nước mắt của chàng Ngưu mà chúng ta gọi là mưa ngâu. Cũng trong ngày đó, chức nữ không dệt lụa, lên dịp này người ta thấy từ trên trời rơi xuống những sợi tơ ngũ sắc đẹp óng ả. Ở dân gian nói với nhau rằng ngày đó đặc biệt là dưới trần gian không thấy bóng dáng của một con quạ nào, vì chúng đã tập hợp thành cầu ô thước để Ngưu Lang gặp chức nữ. Ở cái sự tích cái cầu ô thước mà chúng ta thường nghe. Khi trở về thì lông đầu lũ quạ rụng hết vì phải đội đá bắt cầu ô thước trên sông Ngân cho Ngưu Lang và chức nữ gặp nhau. Ngày nay cái sự tích Ngưu Lang chức nữ vẫn còn truyền tụng trong dân gian. Đọc lại chuyện xưa tích cũ, suy ngẫm gì những gì tiền nhân để lại, hư cấu dưới một cái câu chuyện Ngưu Lang chức nữ nhắc nhở chúng ta về một sự thật lịch sử xa xưa cách đây hàng mấy ngàn năm, đó là: thứ nhất, huyền tích Ngưu Lang chức nữ là của tộc Việt chứ không phải của Hán tộc, vì tự thân tên gọi Ngưu Lang đã thấy rõ là của Việt, vì chỉ có cư dân Việt mới nuôi trâu để cày ruộng. Tàu Hán là không có chữ Ngưu trâu mà chỉ có chữ bò, vì họ là dân du mục. Và thành Tố Lang chỉ người đàn ông của người Việt cổ như Đức Lang Quân, rồi chỉ tên một tộc người như Điền Lang, Dạ Lang, Văn Lang, thưa quý vị. Thứ hai, huyền tích Ngưu Lang chúng cũng xác định người Việt cổ đã quan sát chiêm nghiệm được các vì sao trên trời, vì biết để biết rõ thời vụ mùa màng, bởi vì cư dân nông nghiệp phải chiêm nghiệm qua hàng đời hàng biết bao nhiêu đời để tích lũy lại cái kinh nghiệm dân gian, đó là cái tri thức khoa học, và cái tri thức khoa học dân gian mà rất chính xác.
cái thời vụ mùa màng nên có một tri thức cao về thiên văn trước cả Tây phương hàng ngàn mấy mấy ngàn năm. Đặc biệt nhất là huyền tích Ngưu Lang Trước Nữ đã chứng tỏ người Việt cổ rất giỏi về thiên văn và đã biết làm lịch ngay từ thời cổ đại. Chúng ta có cái lịch nhà Hạ, tức là gọi là âm lịch, và lấy ngày 1 tháng giêng đầu năm làm Tết, chúng ta gọi là Tết Nguyên Đán. Cái Tết Nguyên Đán cũng của Việt tộc, tộc Việt chứ không phải của tộc, và chúng ta sẽ trình bày trong một đề chuyên đề khác. Thư tịch cổ Trung Quốc, tức là cái nguồn sách sử cổ Trung Quốc xưa, cũng nhận rằng, thừa nhận rằng người Việt cổ đã tính được ngày giờ hai sao Vụ Nữ và Khiên Ngưu mỗi năm tiến gần kề nhau vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch, mới có cái sự tích ngày mùng 7 tháng 7. Mà thực tế là thiên văn, quan sát thiên văn mà biết rằng của nó chưa có viễn vọng kính, chưa có gì, nhưng mà đôi mắt mà đã thấy rằng hai ngôi sao nó Vụ Nữ và Khiên Ngưu mỗi năm tiến tới gần nhau vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch, như đã kể lại trong huyền tích Ngưu Lang. Như vậy thì sự thực lịch sử đã sáng tỏ, và sự thực lịch sử này, sự tích này có thể dân gian Việt đã huyền thoại hóa từ cái nhân vật Đế Minh, cháu ba đời của thần nông đã bỏ vùng trung thổ Côn Luân ở Y Mã Lạp Sơn xuống phương Nam để gặp nàng Vụ Tiên, như một huyền tích của Việt tộc. Thưa quý vị, sự tích Ngưu Lang Trước Nữ chính là của dân gian vùng Châu Kinh, Châu Dương. Thứ ba là qua câu chuyện kênh, chúng ta khẳng định rằng nước văn lang Việt thường xa xưa của Việt tộc là một sự thật lịch sử. Thật vậy, trước đây đọc các sách sử, người ta cứ nghĩ rằng sự tích Ngưu Lang Trước Nữ là của Tàu, nhưng thực ra đó là huyền tích của Việt tộc mà chúng tôi đã xuất bản một cuốn gọi là Huyền Tích Việt. Theo Việt Tính Cương, tức là sách trời, là thiên thư đó quý vị, thì hai ngôi sao Ngưu và sao Đầu ứng với phận giã của Xích Quy và văn lang cổ xưa của tộc Việt. Tài tình đến mức độ như vậy là ngôi, ta coi thiên văn hai ngôi sao này là ứng với lại cái phận giã của cái nước Xích Quy cổ đại và văn lang cổ của chúng ta. Thưa chúng quý vị, chúng tôi đã tìm được cái tài liệu chứng minh tên nước của chúng ta là Xích Quy chứ không phải Xích Quỷ. Đây cũng là một đề tài nữa mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau. Huyền sử về một nước Việt thường xưa ở vùng sông Bọc gần núi Hằng, nơi có ấp Thường nên tiền nhân là nó chuyên trồng ngũ nước nên mới lấy họ là Việt Thường. Cái Thường nó là cái váy của người xưa, nên của cư dân nông nghiệp ở Việt Thường, sau trở thành tên nước hàm ý nước Việt Thường là một cư dân nông nghiệp, nhưng mà đồng thời cũng hàm một ý nghĩa sâu xa là một nước Việt thường hằng tồn tại mãi với thời gian. Ở nước Việt Thường mà cổ sử Trung Quốc gọi là Việt Thường Thị, nằm ở phận giã sông Ngưu, sông Ngưu Nữ với vùng đất từ Hà Nam phía Nam dạng Ngũ Lĩnh trở xuống, gồm các đất vùng Kiềm là Quý Châu bây giờ, đất Điền, Vân Nam. Sách Hoa Dương Quốc Chí là một sách cổ của người xưa của tiền nhân Việt viết. Cái Thiên Nam Trung Chí cũng chắc rằng ở miền Nam Trung, tức là cái miền Vân Nam, là đất của Di Việt xưa. Đất ấy có đến hơn một chục vương quốc như Điền Bậc, Các Linh, Dạ Lang, đó chữ Lang thưa quý vị, Diệp Du, Đồng Sư và Việt Vị. Và một cái điều cuối cùng nữa là tuy là huyền tích nhưng đó là một sự thực lịch sử đã được chính sử Trung Quốc thừa nhận. Thật vậy, Tấn Thư Thiên Văn Chí chép đất Việt thuộc về phận giã sau Khiên Ngưu Vụ Nữ. Đây là cuốn sách của hồi thời Triều Tấn, sử của Triều Tấn gọi là Tấn Thư Thiên Văn Chí thì chắc rằng đất Việt thuộc về phận giã sau Khiên Ngưu Vụ Nữ. Ngày nay Thương Ngô, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nam Hải và Nhật Nam đều thuộc về địa phận nước Việt. Mấy cái địa danh này nằm ở địa phía Nam Trung Quốc chứ không phải dưới này. Vua nước ấy dòng họ Vũ, con thứ của vua Thiếu Khang nhà Hạ, phong cho ở đất Cối Kê. Và thưa quý vị, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi trong suốt thời gian lưu lạc nơi đất Kim Lăng ở bên Tàu để tìm về tông tích của cha là Nguyễn Phi Khanh, đã tiếp xúc với cư dân địa phương gốc Việt cổ, cũng như truy tìm sách cổ để tìm lại những vết tích xưa của vùng đất tổ. Khi về nước, thi hào Nguyễn Trãi đã viết lại Ước Trai Thi Tập và Dư Địa Chí với tất cả tâm tư hoài vọng về quê cha đất tổ xa xưa của Việt tộc, giống như chúng ta bây giờ vẫn
thường xuyên nhìn về, hướng về cố quốc tức là Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thành ra Nguyễn Trãi đã làm cái mấy câu thơ trong đó có câu là dạ y nghiêu đậu vọng Trung Nguyên, tức là mỗi một đêm nhìn sao nghiêu sao đậu nhớ tới Trung Nguyên. Trung Nguyên là nơi cái địa bàn cư trú đầu của tiền nhân của chúng ta ở Trung Quốc bây giờ, và đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ thời Tàu Hán cho đến lúc mới Trung Cộng này. Cái sự thích mình ngưu lăng trước nữ cũng như cái tấm lòng hoài vọng và cứu quốc của Nguyễn Trãi cũng như của tất cả chúng ta đã để lại cho chúng ta đã biết bao nhiêu điều để suy ngẫm về sức sống hào khí Việt từ xa xưa cho tới mãi ngày nay. Thưa quý vị, chúng ta đã tìm hiểu lại cái sự tích dân gian về ngưu lang trước nữ và khẳng định đó là của tộc Việt. Thì thưa quý vị, và cái bài hát tháng 7 mưa ngâu của Vũ Khanh với hình ảnh của một cuộc chia ly cầm ô, và chúng ta cũng liên tưởng với cuộc cách mạng ô ở bên Hồng Kông. Một ngày đẹp trời trong nay mai, toàn dân Việt sẽ hoàn thành một cuộc cách mạng dân tộc để cứu quốc. Sau đó sứ mạng của tất cả mọi người Việt Nam là đem tất cả những cái tài nguyên trí thức, nguyên nhân vật lực từ hải ngoại về cùng với nhau trong nước để chúng ta kiến thiết quốc gia và phục hưng dân quốc gia, phục hưng dân tộc Việt Nam. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.